chào anh em nhá. Là hôm nay là chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Mình Ăn Lên Giá nhá. Ngày hôm nay anh em mình có tổ chức mua được 20-25 cái ví nữa. Cái này nó gọi là cái bím lợn. Nói bím lợn cho lịch sự thôi, cần chắc các bạn nhìn qua là các bạn biết rồi. Thì hôm nay anh Sản sẽ cho em ăn món gì nhỉ? Cái bím lợn này thì thật sự anh nói chú này này, cái bím lợn này thì trong một số bím lợn này thì nó có một số là từ to đến nhỏ, từ lớn tuổi cao hoặc thấp là có sẵn trong này rồi. Nếu là không có thì anh em mình sẽ cho vào sơ chế, còn là món bím lợn nướng chấm bù tạt. Bím lợn nướng xong rồi chấm bù tạt, quấn cải cay, quấn cải cay. Ok, anh em mình bắt đầu này. Trong phòng này nó chỉ tầm 25 cái thôi mà, thì anh em mình tổ chức làm để cùng cho anh em video của anh em mình. Dạ, thì món ăn hoang dã thì có một tí món ăn nặng để cho anh em xem nó có một tí vị. Anh em mình cùng chế biến nhé. Rồi chú sẽ cạo thì anh sẽ làm sạch hương vị. Dạ. Cần phải trộn nhỏ nhỏ chú thôi nhỉ. Đây chú làm được cái nào sạch là chú cứ đợi ngay. Vâng. Chanh muối mẻ miếng đâu để anh ra anh rửa qua nó sạch. Ở đằng sau đây. Thế em thì cái phụ gia đấy cái gì có. Cái này nó bị cắt rồi thành ra là cầm này cạo không còn cạo. Thì ra là đương nhiên. Đây là mẻ nha, nghe nha, nhớ là thật món nó phải có không thiếu vị mẻ. Và muối. Nếu mà nó còn một ít lông tơ thì thôi anh nhá. Tại vì thế okay. Nướng lên là chắc là lọi đấy, nó hết đấy. Để cạo. Tại vì lông tơ thì khó cạo sạch lắm. Cái dao này của bác nó cũng cùn đi. Phải nghe lại bỏ cái con dao Zinet của em ra để cạo giờ. Đấy, mình đang bóc là xương thọ này, nói đùa các bạn thế thôi. Đây là mẻ, đây trái mẻ này, mình bóc cái này cho cái bím này nó sạch. Cái này thì thực chất là người ta gọi là lợn lợn, nhưng mà anh em thì gọi là bím lợn cho nó lịch sự. Rồi đây là mình đang bóc mẻ nhá, bóc kỹ tí em ạ. À, bóc sạch. Cái bím này mình bóc thành ra ăn ngon lắm. Dạ. Ở ngoài kia đúng là cái này nó có đá nhé. Nó có bồ ra gì đó, hầu như là nó ăn rau sẵn. Thật sự là người nào mà muốn ăn non chán là hơi khó. Trước em đi miền Nam là dân miền Nam người ta không ăn những cái nội tạng của con vật đâu. Như cái lòng lợn ấy là người ta gần như là ít lắm. Chỉ có người ta bảo là người Bắc Kỳ ấy. Dân miền Nam người ta gọi là Bắc Kỳ mới ăn thôi. Cái chính là nơi này là nó cũng nhiều chất ấy. Nhưng như cái này ở trong miền Nam nhiều lắm. Có nghĩa là cái này có khi là cái về kinh nghiệm thì từng là bỏ đi, nhưng mà giờ nó là thành một cái món hốt. Dạ. Thì thể là những cái đại gia hoặc là những anh em thì còn là muốn sắm nhậu muốn ăn cái này rất khó đấy. Thì nó là những cái thằng nó khó tìm một kiếm. Đơn giản một con lợn ra người ta nghĩ là nó đơn giản cái bỏ đi, nhưng đúng ra nó là một cái đặc sản như một con lợn. Và... tại vì mỗi con lợn chỉ có một cái này đúng không? Cả con gà có một cái mề, cả con lợn có một cái bím. Bóc giấm xong thì mình bóc mắm, bóc muối, bóc chanh. Xong anh em mình nhưng mà em thấy bác vầy hơi nhiều đấy. Thích vầy với bím hay thích vầy? Tập trung chuyên môn đi. Làm sao nó sạch? Cứ rửa bím lợn thế này mà công an nhìn thấy này tưởng thế nào cho đi tù chết giờ. Thế ông chọc ra chọc vào mãi chưa rửa được cái.
cái ruột này rồi, vùng kín rồi, mình phải làm cho sạch. Chị nói như vậy thôi, nhưng mà khi nó, anh em mình đã chế biến xong rồi thì đúng. Thật sự khi thưởng thức nó thì hầu như là ai ăn cũng có một cảm nhận thì muốn ăn nó hết. Chứ không bao giờ muốn bỏ lại đâu. Vì cái này nó trong một con lợn nó làm bữa này là thịt mấy chục con lợn được chỗ này. Hai mấy cái. Và cái này nó khoảng 25-27 cái đấy, không phải cầm đấy. Vì mình mua mình chỉ được đến là số lượng đây mà. Cũng khéo mồm thì thêm tắt lưới gạch thì xin được 1 và 2 cái. Người ta vừa bán vừa còn là lưới tay cho mình. Cân nặng của nó thì tầm 25 chiếc là đủ. Người chắc chắn là người ai là người đi mua anh nhỉ? Bác sản à? Anh đấy, em nghĩ chắc chắn là người bán sẽ là một người phụ nữ rồi, đúng không? Thì người phụ nữ thì hay đi chợ trong này mà, thì thường là anh sẽ làm giảm cái cô ấy là lấy ra cái khoảng lần cái. Dạ. Mình là một khách hàng tên người cô ấy. Em nghĩ có khi bác xin được, đi kéo mồm mới xin được. Thì... không xin được. Vấn đề cái người quan trọng ở cái người bán ấy chứ, xin cái gì có khi người ta cũng cho chứ, nếu người ta đã thích rồi anh ạ. Cái này thì ngày trước thì nó bất cứ khi nó bỏ đi hoặc là người ta xin được, nhưng mà giờ thì vào cái thời giờ nó tự hành cái này thì không xin được. Thế em tưởng bác xin được cái to hơn đấy, cái này em thu gì? Cái này cái hai nặng mà. Cũng là người nó rất là cần. Thì nếu anh em mình chế biến xong thì anh em cùng mình khi nếu thưởng thức em nó có một cái tính được nặng thì anh em sẽ biết. Còn anh em mình đang qua sơ chế. Đấy, coi cái nào nó còn không nói thì em tạo bỏ. Mình phải làm sạch để cho trong quá trình của mình làm gì đó ở tí an toàn thực phẩm. Nó bảo đảm cho anh em mình vừa quay video vừa thưởng thức nó. Cái này bỏ qua là nước mắm nữa. Bỏ qua là nước mắm nữa em ạ. Nó còn với 3 khâu đoạn thì nó sạch được em. Còn một là vịt chanh nữa mà em. Vịt chanh thì thường thường là mình cho vịt chanh sau nó có axit. Nó sẽ tẩy đi những cái tố chất để mà mang cái chất là nó không hôi hám trong bộ phận của nó. Mình sẽ tẩy chay vịt chanh là nước cuối cùng. Em thấy mà chanh mà bóp xong bắt đầu lướng lên là cái da lợn nó giòn ạ. Nói chung là cái chanh nó có axit và nữa là nó có chất dầu nữa thì nó nhiều tác dụng. Nó gồm 2 tác dụng là axit ở trong lòng chanh. Ngày xưa em thấy anh Tuấn ở xóm em là làm cái món là thịt lợn chiên hay gì đấy, anh ấy lấy cái đũa anh ấy chọc xong bắt đầu lấy cái chanh sát lên rồi sát muối lên rồi chiên để giòn như bánh gạo. Giòn thì tránh nổ. Người đấy gọi là Tuấn Chùa. À Tuấn Chùa. À, người đấy gọi là bạn của anh. À, nhìn cũng gầy gầy đúng không anh nhỉ? Đấy, ba người nhau nó chơi giống nhau đây. Giống nhau mà. Nó thỉnh thoảng nó người ra nó làm món gọi là thịt ba chỉ để mà nướng giòn như gọi là bánh mì. À. Nó làm được mà. Em thấy thì anh Tuấn anh nuôi cái món là trứng chiên gì chứ? Trứng chiên năm là gì đó? Năm mơ. Thì mở đây anh ấy làm ngon ngọt. Thì các bác PR cho bác Tuấn hơi nhiều lắm nào để đòi tiền PR thôi anh ạ. Rồi thằng Tuấn nó bảo hôm nào nó sẽ đi thử thức cùng video mình rồi thời gian này nó bận một tí rồi nó không về được. Nó là một trong những phần hâm mộ của kênh mình. Nó rất thích đi cùng anh em mình vì công việc của bạn nó không về được thì đành phải chịu. Anh là thủ nó nấp vào kênh nha. Cái này mình cho thẳng lên nướng vậy anh? Anh sẽ cho thẳng lên bếp nước, nướng từng tiết một rồi. Mình nướng những cái kiểu này mình xây ngoài anh em mình là cái dân dã nào cái gì dân dã ăn nó. Anh em thử thức mà quá bị nạn luôn. Cái đấy là hơi to. Cái đấy lướt bà đấy. Chú tin này nhìn những cái bím này không đoán được lứa tuổi không? Biết đâu người ta xẻo bé xẻo to sao không
cho bé thì biết thì nó ra là trước anh trên dòng thì lấy tầm chục cái thì ăn nhiều mà em biết là cái món này là nó ngon. Cái này to này khi bác ba phải xếp nó còn gọn mà không không thấy vị đấy nghe không không, không hết được. To lắm, nó thấy to lắm. Đấy. Những cái lấm đấm. Mình từng biết rằng anh em mình đã qua một cái video làm về mắt rồi thì cái mắt nó dàn hết cả những dàn này nhưng mà cuối cùng nó vẫn bót lại vẫn thế mà nhưng mà cái này nó khổ nó quá to. Đấy. Bằng cái bím to chứ. Nhưng mà miếng thịt lợn to đùng. Anh nghĩ là lâu chín. Anh Xí này nhá. Anh Xí này. Bác ấy, cầm cái này có kinh nghiệm quá anh nhỉ. Hey, chú. Anh đang người đi lấy bím mà. Lấy bím lợn đấy. Anh đi lấy bím lợn nhiều chứ. Nghe là bác bác có chia sẻ là bác đi bác mua của cô phụ nữ cô gái đang bán bím lợn mà. Thì em đầu có khi bác xin được ấy. Bác kéo mua bác xin được ấy. Có khi còn xin được nhiều người khác nữa nha anh ạ. Cái đồ này đàn ông bán là hơi vô duyên à. Đàn ông thì mua về được cái đàn ba, đàn ông lại đi bán là hơi vô duyên. Có hết đâu anh ạ. Nhưng mà theo anh là chú Khang thì nó tuổi nhỏ phải chọn cái nhỏ. Úi dồi à. Nha. Còn anh thế chọn cái to. Anh ăn cái này thì chưa chắc đâu anh ạ. Em thấy cái này có phải tùy khả năng của từng người. Có khi là vượt sức anh hả? Thì anh thích ăn cái to. Như là bác mồm nhỏ bác ba bác mồm to thì bác phải ăn cái to. Há thử vậy. Ra mồm to nói đấy là nói riêng cái mồm thôi còn nhiều người khác biết thế nào được. Chưa chắc ra đã ăn đâu anh ạ. Tuổi trẻ thì tôi hăng hái nhỉ. Tuổi trẻ tài cao. Theo anh là chú Khang có khi là phải nốt cái gia vị lên những cái bím này cho thơm. Anh nghĩ ăn thơm lắm. Mùi cái gia vị của chú nó không thơm lắm. Đấy, gia vị ngon lắm. Để tạo quá tuyệt vời. Để nó ngấm vào miếng bím nó ăn. Không biết thế nào chứ anh thấy thích ăn cái kiểu này chú Khang ạ. Vâng. Nó dân dã này rất thích. Những cái này thì hôm nay mình cũng lúc qua giềng với hành khô, thì dầu, cái dầu hào, hạt lêm mì chính. Một ít là... Nói chung là cái bím này thì để ở độ ngọt cho nó ít hơn so với mình làm cái video về mắt ngọt. Thì mắt thì nó là tinh thần lắm. Đó, thì mình ngon rất nhiều hơn. Nhìn đã bằng vàng nha. Đúng bím này là thế mà. Nhưng mà anh mới nói với chú này tí là nha, mà nhớ giả anh nha. Chú không độc vào của anh. Ngon nha. Bác cứ xí cái nào to nhất đi. Chắc chắn rồi, anh nghĩ là cộng hưởng theo lứa tuổi của anh cái to anh dùng. Dạ. Em thì lại thích bé, bé nó mới vừa. Vừa mồm đúng không? Bé hạt tiêu. Bé hạt tiêu. Ý chú là... Bác em thích to, em không thích to, em thích bé. Anh hiểu ý chú rồi, chú muốn há một cái nào đúng vừa luôn. Vâng. Nhưng anh phải cắn chứ hả? Anh phải sang thích bé, sang bé rồi chú. Nhìn thơm à. Nghe cũng có màu phết để liệu chín chưa anh? Chín rồi em ạ, hôm nay là chín. Em mua cái bùi tạc chữ đen này là bùi tạc cay lắm rồi. Hay nữa là nhìn nó nổi hình tách nhưng là chín với chất da nó giòn. Bùi tạc bản thân nó đã xong rồi, giờ bác lại chơi cái rau cải này thì thôi. Em chơi thôi. Là bị chất. Kiểu... Phải là ớt nữa. Bài hát của Châu Việt Cường phong cách người chơi. Chơi là chắc. Thì sông gọi là sông hết cỡ. Ai mà cứ nghẹt mũi hay gì thì thôi rồi. Này cứ sổ mũi ăn này vào là tốt. Để em cho thêm tin ạ. Trời ơi, cái này cả ớt cả mũi đạt không hề chưa cay đâu. Ồ, nó cay xì.
giống bùi tạc rồi cứ đánh vào một thánh này em nhỉ. Hay đấy, thế này mà tí nữa mà quấn lá cải chậm nữa sẵn kẻ. Em ơi. Bùi tạc này sâu thật. Em rồi nhưng mà cái bùi tạc này của chú cũng biết loại đặc biệt nào mà nghe sâu kinh quá. Cái bùi tạc chữ xanh thì nó không kém bằng cái bùi tạc chữ đen. Cái chữ đen này nó là cái nhất này. Đây à. Anh phải sắp sắn này, anh sợ xong anh phải sắp cho một ông nước nọc. Em nghĩ là chín rồi đấy. Thế là mời tất cả anh em nhá. Em mời bác khẩu hố đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi khổ với mỏi chân. Bác khẩu hố rồi. Nhà mình vẫn khá nhiều về món dân dã nó phải thế em ạ. Mùa đây thì hơi lắm. Đây, mời tất cả anh em nhé. Đây là mình thử nhé. Tôi tin anh cái của anh đâu, anh tập này có khi là nó đều với nhau quá, anh quên mất. Đây. Buồn lắm bạn. Cái này mỡ nó ra là cháy này anh nhỉ. Mỡ nó rớt nó cháy đúng không? Không có phải cháy, không cháy được em. Mình cho đứng ăn trên mình ấy. Mời các bác nghe đấy. Mà là để đổi lửa ra. Mình lấy con dao dựa ra. Đây đây, đặt xuống đấy, đặt xuống đấy, đặt xuống đấy. Lần này lấy con dao dựa. Ủa, nghe cay quá, thơm quá nhỉ. Cho anh xin một uống đấy. Cái bùi tạc con sông lên mũi. Để anh phòng cái bùi tạc con sông. Thì các anh em là uống uống nước trước em. Đây nó ngót lại cũng đâu còn nhiều nữa đâu đúng không? Giang có nhớ cái nào của anh không nhỉ? À. Đây hình như là cái này. Nè, thì nói chung là tôi là tuổi to thì ăn cái to. Xin mời anh em nhé. Đây nha. Anh em cùng ăn con ngọc quý mới mình nhé. Tớ thì tớ thích ăn cái khít. Mời tất cả các bạn nha. Ôi trời, trên tiếp này nó khít là nóng quá. Bác sản có quá sức không bác sản? Em thấy nghe không ổn lắm đâu. Hơi to chứ, nhưng mà nói chung là ăn to cảm giác nó sẽ ngon hơn. Nóng đấy anh ạ. Món này là món 9 tầng địa ngục rồi. Vừa nóng vừa cay. Không, 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 không. Món này gọi là món 9 tầng địa ngục rồi. Nóng lắm. Đây, các anh em vẫn đang chờ miếng tiếp theo của ông sản là đến lúc nào bắt đầu cắn miếng tiếp theo. Cái bùi tạc này không nên là còn đang vừa ăn khóc rồi chưa? Thì mình cảm nhận là cái bùi tạc ăn nó xong như nào. Rớt nó mũi ra. Chọn này đi sai. Cảm nhận nó ngon rất giòn. Nhưng mình nhớ hơi một tí là cái bụi tạc nó xong quá. Nghe không cả. Em không còn cầm mấy con em quay nữa. Con này rất giòn và ngon. Thôi anh ơi, theo em thì nếu mà không ăn được nữa thì thôi, không phải cố đâu. Không vẫn ăn được, nó rất ăn rất ngon, rất giòn ạ. Nhưng ăn một cái là mình chấm bùi tạc mà mình chấm sâu quá nó hay bị sông. Là khi mình vừa ăn nóng nó sông lên là nó hơi bị sặc một tí, anh em tốt cả. Nhưng mà cái đồ này là rất ngon các bạn.
Anh không dám chấm sâu nữa. Em còn rất là hướng bát rồi nè. Cay quá. Chỉ thế anh em nhé, tí là xong quá. Hát đấy là muối rồi. Anh nhờ kinh nghiệm rồi, anh không dám chấm sâu nữa chứ. Mình chấm dìm sâu quá thì làm tí cải. Đó quá. Chấm. Đấy là mình hơi nóng một tí là mình nóng một tí lá cải rồi nóng à. Nhân tôi cả nhá, tầm này người ăn tầm này sẽ ngon vì mình một cái này thì thật sự là mình nuốt một cái là hơi quá sức với cái cổ họng của mình. Nó nóng mình, anh ạ, của mình chỉ muốn là nuốt phát cho hết ngày thôi. Ăn nó sật 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 ui dồi. Mình chú bé là khôn này à. Anh cất cái to nhìn tham thì thầm em à. Em thích cái bé. Bé bé hạt tiêu. Ăn này sao có mùi vị nó sật sật nhỉ? Rất ngọt. Em mời các bác nha. Rất rắn. Nếu em chấm nông thôi, đừng chấm sâu quá lại à. Sông như anh ấy, chết sắc ấy. Chút khoang cá về mấy cái nè. Em nghĩ là bác phải ăn được 4 cái. Em phải ăn được khoảng là tầm 6 cái con rồi. Bác ăn cái to này bác ăn được khoảng 4 cái. 6 cái con là chú đi bằng cái này thì với bằng 2 cái của anh thôi. Nhưng mà anh em cứ thử thức em mới biết là nó bị bím nó ngon như thế nào. Thế nên là đặc sản này các bạn ạ. Nó vừa giòn ngon lắm, vừa ngọt vừa ngon, là nhiều mùi tạc quá cay. Nghĩa là chấm mùi tạc này để anh em tôi sẽ tạo một cái cảm giác ăn cho nó sự sông sông lên, nó hạ xuống đừng nó thông họng và thông mũi. Đúng là cái chất của nó là ăn rất ngon, rất thơm, thông mũi rất tốt cho đường hô hấp đúng không anh? Đúng rồi. Nãy anh chấm sâu quá là bị sặc đấy. Ngoài giờ những cái chấm anh điều hòa thì nó rất sông và rất ôn hòa từ cái hơi thở của mình, rất pháp khí. Quá. Ngon luôn. Cái sạch, 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 sạch. Đừng quấy không đâu. Sạch, sạch, sạch. Chưa ăn nữa. Thì là sao nó làm kiểu như anh em mình thì ăn thế. Chứ cảm nhận như anh em mình. Chú ăn có một cái nhỏ mà anh ăn cái to còn hết, chú ăn cái nhỏ mãi chả hết. Anh em cố gắng phấn đấu ăn hết cho cái vỉa này. Mình chỉ hứa ăn bằng hết. Vì con món này nó nặng và rất ngon. Rồi anh em cứ yên tâm, mình sẽ quay cái này đến khi nào hai bác này ăn hết thì thôi. Anh em cứ chờ xem có ăn hết được nhé. Bác sản mới ăn được một cái mà bảo ăn hết được cái này, thấy một cái mà đã thấy vất vả quá. Ôi cay quá. Anh hết một rồi. Và ngon. Mà chấm mù tạc của sông cộng thêm cái cải ghén này nó sông lên muối cay ăn cực ngon luôn. Đây em mời bác nữa nè. Không, anh đã hứa với chú anh ăn cái to này chứ phải dình cái to. Vâng, thế được rồi, để em là mà xin nói với cả anh em nha, đừng đùa mấy bím của anh em mình nha. Bím anh em mình nó rất khác biệt. Khi anh em mình cùng chế biến này mà ngồi với nước nóng á, ăn cái bím nó rất giòn và rất thơm. Đấy, kiểu như là quay công đồng sứt 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 sứt. Nhưng mà anh em lưu ý đừng tham như mình quá. Mình nãy mình thấy nó ngon quá, mình tham mình chấm cái bùi tạc là hơi sâu, mình hơi bị sốc một tí.
Thì anh em tránh để ăn cái bùi tạc mà chấm mấy cái bím này, anh em chỉ còn là chấm vừa tới, đừng chấm sâu quá vì nó sẽ sắc mặt bạn sẽ sắc. Còn mình lại phải lấy cái to, thời trường mình thì thích ăn cái to. Đây nha anh em, đây là bím nha, bím đấy, bím lợi. Mời cả anh em nha. To quá luôn. À, quá ngon luôn. Rất sần sật. Cái bím lợn này mình thấy là nó riêng cái độ sần sật của nó là nhiều nhất. Ăn sùng sật mà nó có cái vị béo, vị ngậy của nó ở trong, ăn rất là sướng các bạn ạ. Cay quá anh uống nước anh. Thỉnh thoảng anh thấy thích cái độ sông của nó. Khi anh chấm bùi tạc nó sông người mình cảm thấy quái nặng. Những người ngoài nhìn vào anh em mình ăn vừa ăn kiểu như vừa khóc. Nhưng mà cái độ sông của nó chảy nước mắt. Nhưng mà cảm tưởng là ăn rất ngon vì cái này. Nó rất thông mũi mình. Thông biết cả cái bộ phận của tai mũi họng của anh em mình. Còn cái món bím này thì thật sự nó chú để mà muốn ăn non chán thì nó mất rất nhiều thời gian. Nhưng anh em mình may số đỏ gặp may thì nó được ăn được cái nô bím gì nè. Thôi thì mời tất cả anh em nhé, anh em mà thấy clip hay thì đăng ký kênh ủng hộ cho anh em mình để anh em mình có những cái động lực làm những cái video nó hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào nhé, anh em mà thấy clip hay nhớ like, subscribe. Anh em nhớ đăng ký kênh nhưng mà cứ đợi mình một lát để mình ăn hết chỗ này nhá. Mình hứa với anh em rồi là mình phải ăn hết. Theo anh em có nên đợi không? Đợi bác sản chắc khả năng đến tầm này, đêm tù. Bây giờ... tầm này chắc là đến tầm liệu hết ngày bác có ăn hết hay không. Ừ, để tránh mất thời gian của anh em thì theo em thì anh mình cứ tạm chào anh em đấy, sau đến video sau thì trả nợ anh em sau anh ạ. Chào tất cả mọi người nhá, hẹn gặp lại anh em video sau nha, xin chào và hẹn gặp lại.